Chắc là khá bất ngờ đúng không? Đầu tiên tôi thấy không, lịch này tôi thấy có trước rồi, không có nữa, không có nữa. Tôi bảo cái cô trợ lý đấy là để lại cho lớp còn học, vì lớp vì môn này bây giờ cuối kỳ rồi, nếu chúng ta mà cứ đợi cho hết dịch thì chả biết khi nào sau này học cấp cấp gấp quá, nên tôi đề nghị cứ để dạy. Có gì chúng ta sẽ có tình hình mà dịch đỡ thì chúng ta sẽ có mấy buổi gặp mặt trực tiếp trên lớp. Được chưa? Rồi bắt đầu. Đây các bạn nhìn đây. Bây giờ ta vào học cái môn mà cái tên thì gọi cái môn này của lớp là môn luật kinh tế. Các bạn nhìn thấy slide chiếu chứ? Không nhìn thấy là phải báo đấy, báo đấy nha. Gặp sự cố gì về hình ảnh trình chiếu là phải báo thầy đấy. Chương 1. Cái chương này chương 1 là khái quát về luật thương mại của Việt Nam. Cái quan niệm về luật kinh tế, cái tên 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 gọi của môn học nhé, tôi giới thiệu qua các bạn tên gọi của môn học. Cái trường Đại học Đà Lạt mình ý, thì gọi môn này là môn gì, như trong chương trình của chúng ta đấy, nó gọi là luật kinh tế đúng chưa, luật kinh tế. Trong một trong khi đó các trường luật khác ấy, thì có trường gọi là luật kinh doanh, có trường gọi là luật thương mại đấy. Thì quan niệm về về nó thì nó cũng khác nhau đấy. Ba cái thuật ngữ này nó có cái điểm khác nhau nhưng mà cũng có cái điểm giống nhau nha. Nhìn chung luật kinh tế, luật kinh doanh và luật thương mại, nhìn chung nhá, nó đây là đều là những ngành luật, đều là những ngành luật mà nó điều chỉnh cái gì, điều chỉnh các quan hệ về về nó điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh, tức là trong cái hoạt động kinh doanh đấy. Đây là ngành luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong cái gì, hoạt động kinh doanh. Đấy là điểm chung của nó. Còn điểm khác ấy, cái thuật ngữ luật kinh tế đây này là được sử dụng nhiều trong cái thời kỳ bao cấp, cái thời kỳ bao cấp nền kinh tế tập trung bao cấp ấy. Mà cái nền kinh tế bao cấp ấy thì cái sự tự do thương mại, tự do buôn bán là ít, rất ít. Đấy. Các doanh nghiệp kinh doanh là theo một cái mệnh lệnh của nhà nước. Vì vậy mà đây là thuật ngữ người ta dùng trong thời kỳ gì, thời kỳ bao cấp, thời kỳ kế hoạch hóa tiến lên xã hội chủ nghĩa đấy, ở Liên Xô cũng như ở Việt Nam mình ấy. Thuật ngữ luật kinh tế được sử dụng ở Việt Nam mình từ từ trong suốt mấy chục năm ấy. Trước năm 86 là sử dụng phổ biến. Còn luật thương mại, thuật ngữ luật thương mại thì đây là thuật ngữ luật thương mại thì nó gắn với cả cái loại luật luật dành cho thương nhân ra đời ở các nước Tây Âu từ thế kỷ thứ 11 cơ. Ở các nước Tây Âu từ rất sớm nó đã có cái luật luật thương nhân rồi, hay là luật thương mại rồi. Đấy, bộ luật thương mại đầu tiên của thế giới là ra đời ở Pháp vào năm 1805. 1805, nước Pháp nó đã có một cái bộ luật nó đặt tên là Bộ luật Thương mại. Thì cái thuật ngữ luật thương mại này này nó nhấn mạnh tới cái yếu tố tự do kinh doanh, tức là nó chú trọng tới yếu tố là tự do kinh doanh giữa mọi cá nhân tổ chức nhé. Nó khác với luật kinh tế, luật kinh tế thì lại nhấn mạnh tới yếu tố gì, quản lý nhà nước đối với nền kinh tế, hiểu chưa? Còn thuật ngữ luật kinh doanh, thuật ngữ luật kinh doanh thì nó xuất hiện muộn nè, nó mới xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 19 trong một số tài liệu ở các nước 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 phương Tây và ở Liên Xô. Thì thuật ngữ luật kinh doanh ấy, thì nó cái thuật ngữ này nó chú trọng điều chỉnh hai nhóm quan hệ. Thứ nhất là vừa là quan hệ quản lý nhà nước đối với nền kinh tế, thứ hai nữa là nó vừa chú trọng điều chỉnh tới cái quan hệ tự do kinh doanh giữa các tổ chức cá nhân với nhau. Ok chưa? Rồi giờ chúng ta đây tôi giới thiệu các bạn vậy thôi, bây giờ chúng ta đi vào mục hai nhỏ. Khái niệm, đặc điểm và phân loại hoạt động thương mại.
À, chúng ta chuyển qua một hai nhỏ: khái niệm, đặc điểm, phân loại hoạt động thương mại. À, đây là một cái phần cơ bản các bạn cần phải nắm vững nha, để còn thi cử. Đầu tiên các bạn lưu tâm đang là mục 2 nhá, nhớ theo dõi cho nó kịp đấy. À, dấu sao đầu tiên ta tìm hiểu về khái niệm đặc điểm của hoạt động thương mại. Thế cái từ thương mại nghĩa là gì? Từ thương mại nếu mà hiểu theo nghĩa truyền thống ấy, cái nghĩa ban đầu khi nó mới xuất hiện ấy, thì thương mại ta được hiểu đó là buôn bán. Thương mại được hiểu là buôn bán. Như vậy cái nghĩa ban đầu của nó như thế này ấy, đây là một cái nghĩa rất là hẹp, rất là hẹp nhá. Nó chỉ bao gồm hoạt động buôn bán thôi, như vậy là nó không bao gồm những cái hành vi mang tính chế tạo, ví dụ như là hành vi sản xuất hay là những hành vi trung gian thương mại. Nó chưa bao gồm hai cái nhóm hành vi này. Đấy. Cái từ thương mại nha các bạn nha, thương mại thì hiểu theo nghĩa ban đầu thì nó chỉ bao gồm là có nghĩa là gì, có nghĩa là buôn bán thôi. Thế còn thương mại ngày nay, cái từ thương mại ngày nay thì người ta còn gọi là hoạt động thương mại hay là hành vi thương mại. Đấy, hay là còn hành vi thương mại. Thì cái hoạt động thương mại theo cách hiểu ngày nay ấy, thì người được hiểu rất là rộng. Được hiểu rất là rộng nhá, hiểu nghĩa rất là rộng. À, tôi lấy ví dụ như trong điều 3 của luật thương mại 2005 đây này, nó đưa ra một cái định nghĩa hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Như vậy ta thấy cái khái niệm hoạt động thương mại hiện nay hiểu nghĩa rất là rộng. Nó bao gồm toàn bộ các hoạt động gì nhằm mục đích sinh lợi. Ví dụ như hoạt động nào? Tôi lấy ví dụ cho các bạn đây, các bạn buổi sáng các bạn mở mắt ra, các bạn bước chân ra khỏi nhà là các bạn đã thấy những hoạt động sinh lợi rồi. Thứ nhất là gì? Tôi lấy ví dụ như là gì? Grab, Grab, bà bán bánh mì, cái quán bán cà phê, đó đều là hoạt động sinh lợi cả. Đúng chưa? Hay là thằng K cộng, chúng ta bật cái tivi lên, hàng tháng chúng ta phải trả tiền cho họ đấy, mục đích sinh lợi đấy. Nên chúng ta thấy rằng các hoạt động thương mại hàng ngày nay ấy, nó diễn ra xung quanh chúng ta, diễn ra xung quanh chúng ta nhé. Rất nhiều, từ những hoạt động thương mại nhỏ cho đến những hoạt động thương mại lớn. Đấy. Hoạt động thương mại lớn đó chính là những cái doanh nghiệp. À, còn hoạt động thương mại nhỏ đó là những cái người gì, người bán rong bán dạo, những cái quán vỉa hè, trà đá vỉa hè đấy, đấy là những, đó họ cũng là hoạt động thương mại đấy, nhưng mà ở quy mô thì thôi, quy mô nhỏ, được chưa? Như vậy các bạn nhớ cho tôi hoạt động thương mại là gì, cái chỉ cần nhớ tôi là gì, đó là những cái hoạt động mà nhằm mục đích gì, sinh lợi, được chưa? Là nhằm, đó là những hoạt động nhằm mục đích gì, sinh lợi nhá. Như vậy cái nghĩa này rất là rộng, bao gồm này, bao gồm này, này luật thương mại nó chỉ ra cho chúng ta một số nhóm hành vi thương mại cơ bản này. Đầu tiên là gì? Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đấy, hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ví dụ như các bạn đi chợ mua mớ rau, mua con cá, mua ký gạo. Đấy, cung ứng dịch vụ, ví dụ như dịch vụ xe thồ Grab đấy chẳng hạn. Đấy. Hoặc là dịch vụ gì uống cà phê, bán cà phê, đấy, karaoke, đó là dịch vụ. Được chưa? Một cái nhóm hoạt động thương mại thứ hai nữa là nhóm hoạt động thương mại về đầu tư. Đầu tư, ví dụ như là gì? Ví dụ đầu tư, ví dụ như là thành lập doanh nghiệp. À, ví dụ như giờ chúng ta thành lập một doanh nghiệp để chúng ta sản xuất một cái mặt hàng nào đó. À, hoặc là gì? Chúng ta góp vốn để mua cổ phần của một công ty cổ phần nào đó. À, hoặc là chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua bất động sản để mục đích sinh lời. Mua nhà mua đất đấy. Đấy là hoạt động đầu tư, mua mua để bán đấy, chứ không phải để ở nhá. Nếu mà chúng ta mua nhà để ở thì lại không phải hoạt động đầu tư đâu, còn mua mua để bán đấy, chính là hoạt động đầu tư bất động sản đấy. Một cái nhóm hoạt động thương mại thứ ba nữa đó là xúc tiến thương mại. Xúc tiến thương mại ví dụ như là gì? Ví dụ như quảng cáo đấy. Xúc tiến thương mại ví dụ quảng cáo, đại lý, đại diện thương nhân, xúc tiến thương mại, được chưa? Đấy, như vậy là gì? Luật thương mại nó liệt kê cho chúng ta gì, ba nhóm hoạt động thương mại cơ bản. Đấy.
Và như vậy là gì, ta thấy rằng gì, cái khái niệm hoạt động thương mại theo luật hiện nay nhá, nó được hiểu với một nghĩa rất rất rộng. Tất cả các hoạt động mục đích sinh lợi đều là hoạt động thương mại hết. Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Rồi, tiếp nhé. Tiếp nhé. Tiếp. Bây giờ chúng ta làm một dấu sao tiếp theo. Dấu sao thứ hai, ta nói về đặc điểm của hoạt động thương mại. Đặc điểm của hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại nó có đặc điểm gì? Đấy, các bạn ngó nhanh lên, lướt nhanh thấy không? Đặc điểm mà nổi trội của nó là gì? Đầu tiên đó chính là gì? Cái mục đích của nó là mục đích gì? Sinh lợi. Mục đích là phải là mục đích sinh lợi nha. Ít nhất một bên hoặc là cả hai bên phải có mục đích sinh lợi thì nó sẽ là hoạt động gì? Hoạt động thương mại. À, như tôi đã lấy ví dụ với các bạn đấy. Đấy. Ví dụ như là ví dụ như là chúng ta đi mua gạo thôi, mấy cái đại lý, cái mấy cửa hàng người ta bán gạo đấy, mục đích của họ là mục đích của họ sinh lợi. Mặc dù mình, ví dụ như các bạn đi mua gạo, mục đích của các bạn có phải là để sinh lợi không? Không, đúng không? Các bạn không phải mục đích sinh lợi mà các bạn mua gạo để về gì, về ăn. Nhưng cái người bán, mục đích của họ là gì? Là mục đích sinh lợi, đúng chưa? Nên tôi nói rằng thì trong cái quan hệ thương mại này này bao giờ phải có ít nhất một bên là nhằm mục đích gì, ít nhất nhá, một bên là nhằm mục đích sinh lợi, còn bên kia có thể là mục đích tiêu dùng không à, được, nhưng ít nhất có một bên phải là mục đích sinh lợi. Hoặc ví dụ các bạn ra điện tử Ý, chúng ta mua một cái tivi về nhà chúng ta xem, thì cái công ty điện tử Ý của họ đấy là nó bán tivi chúng ta, là nó là mục đích sinh lợi, còn mình mua thì về gì thôi, về thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng thôi. À, hoặc là giờ hai công ty nó ký hợp đồng với nhau ha, công ty của một Việt Nam, công ty bên Việt Nam xuất khẩu sẽ bán cho đối tác một công ty Philippines 100 tấn gạo chẳng hạn, 100.000 tấn gạo chẳng hạn, thì đây là mục đích của cả hai bên đều là sinh lợi. À, bên mua bên Philippines và bên bán ở Việt Nam đều là mục đích sinh lợi hết. À, chứ không có ai đi ăn được, Philippines không thể đi mua một công ty nó mua cả 100.000 tấn gạo về nó ăn dần không được. À, đấy mục đích sinh lợi rồi. Hoặc ví dụ các công ty của Việt Nam giờ nó bán khẩu trang sang cho một công ty của Mỹ chẳng hạn, như vậy là cả hai các bên đều có mục đích gì? Sinh lợi. Được chưa? Tiếp, một cái đặc điểm thứ hai nữa là nó được thực hiện, cái hoạt động thương mại này này nó được thực hiện trên một thị trường gì? Hợp pháp. Đấy, cái hoạt động thương mại này nó phải được thực hiện trên một cái thị trường hợp pháp. Tức là thị trường hợp pháp có nghĩa là gì? Đây là cái nơi họ diễn ra các hoạt động thương mại mà theo luật là được phép. À, như vậy từ đó ta sẽ suy ra có những hoạt động thương mại mục đích là sinh lời đấy, nhưng mà gì, nhưng mà không được phép. Ví dụ như cái gì, ví dụ như mua ma túy, mấy đứa giờ mà chơi thuốc lắc chẳng hạn, các bạn đi mua thuốc lắc thì cái người bán thuốc lắc cho các bạn ấy, mục đích của họ là mục đích là làm gì đấy, nó sinh lợi đúng chưa, nhưng mà hoạt động này là bất hợp pháp không được phép. Hay ví dụ như là gì nữa, mua bán vũ khí chất nổ đấy. Hay là sách lậu, sách in lậu ấy. Sách in mà không, hay là sách in lậu, hay là đĩa in lậu, đĩa nhạc in lậu không có bản quyền đấy. Đấy. Đấy là bất hợp pháp. Mua bán cái hàng cấm, chúng ta hay gọi là hàng cấm đấy, đấy là thị trường gì đấy, thị trường bất hợp pháp. À, không được phép. À, hay là mua bán hàng giả, hàng nhái, mua bán hàng giả hàng nhái nó cũng vậy, nó mặc dù mục đích sinh lợi nhưng mà lại là gì, đây là một hoạt động gì trên thị trường bất hợp pháp không được phép nhé. Nhẹ thì có bị sẽ bị xử phạt hành chính, mà nặng thì có thể bị bỏ tù. À, còn cái dân kinh doanh của các bạn, dân quản trị này này, hay có những hoạt động gì trên thị trường bất hợp pháp, ví dụ hoạt động nào, ví dụ như là gì, mua bán hóa đơn.
Hay là một số bạn liều mạng thì tham gia thị trường gì, một số bạn đầu tư thị trường vàng, thị trường vàng ảo, chơi vàng ảo trên mạng đấy, hoặc là chơi Bitcoin, mấy cái đồng tiền ảo ấy. Ở Việt Nam mình chưa cho phép những thị trường đấy được diễn ra đâu. Các bạn muốn chơi cái đấy là các bạn phải lập tài khoản nối trực tiếp bên nước ngoài, chứ ở Việt Nam mình không được, không có một công ty bây giờ ở Việt Nam nào được phép kinh doanh ở lĩnh vực như vàng, làm gọi là người ta làm trung gian đấy trong lĩnh vực vàng ảo hay là Bitcoin hết nhá. Chúng ta chỉ hiện nay nhà nước chỉ cho chơi mỗi chứng khoán thôi, đầu tư chứng khoán thôi, còn còn những loại tài sản khác không được phép, ngoại hối không được phép, hay là dầu mỏ cũng không được, nước ngoài được hết đấy, nước ngoài được. Tiếp, một cái đặc điểm của hoạt động thương mại nữa là gì? Nó phải mang tính chất nghề nghiệp. Cái hoạt động thương mại này này, nó mang tính chất nghề nghiệp. Tính chất nghề nghiệp thể hiện ở chỗ nào? Thể hiện ở cái chỗ là gì? Những cái hoạt động thương mại này được diễn ra liên tục, thường xuyên. Đấy. Nó được diễn ra gì? Liên tục, thường xuyên. Được chưa? Đấy. Và cái thu nhập từ cái hoạt động thương mại này là nguồn thu nhập chính. Đấy. Nó là một nguồn thu nhập chính. Được chưa? Thì đấy, tính nghề nghiệp đấy. Tôi lấy ví dụ như các bạn, ví dụ mấy quán cà phê chẳng hạn. Bây giờ ví dụ ở ngã năm chúng ta, các bạn muốn uống cà phê, các bạn ra đâu? Các bạn ra ngay quán cà phê Anh Em, hoặc cà phê Tỏi Đen chẳng hạn. À, ta thấy hai quán cà phê này nó chính là là người đang hoạt động thương mại đấy. Có tính nghề nghiệp không? Có chứ. À, ta thấy ngày nào nó bán cà phê, bán thường xuyên, bán liên tục. Đấy. Cái nguồn thu lợi nhuận từ hoạt động bán cà phê chính là thu nhập chính của ông chủ của cửa hàng đó. Đấy. Rồi thì có tính gì? Tính tính gọi là cái tính chuyên môn cao. Đấy, ông chủ của các quán cà phê này ông rất am hiểu về về cà phê. Đấy, như chúng ta vào uống chỉ biết uống thôi, chứ còn chúng ta chả, nhiều khi chúng ta chả biết cà phê trong đó nó có cái gì. Nhưng những ông chủ đấy người ta sẽ rất rành, người ta có thể ngửi hạt cà phê thôi hoặc ngửi bột cà phê thôi là người ta biết ở trong đó nó có những chất gì rồi. Đấy là thể hiện cái tính chất gì đấy, tính chất nghề nghiệp đấy nhé. Hay là một người bán quán phở cũng vậy. Hay là một người, hay ví dụ đấy, hay là cái công ty nó chuyên kinh doanh, chuyên bán number one nhà hàng, nó sẽ rất am hiểu về cái sản phẩm của nó. Được chưa? Tính nghề nghiệp là vậy. Tiếp, một cái đặc điểm thứ tư của hoạt động thương mại nữa là cái người mà thực hiện hoạt động thương mại này ấy, người thực hiện hoạt động thương mại này nhá, chủ yếu là thương nhân. Tôi dùng từ từ chủ yếu là thương nhân nha. Chủ yếu thôi, tức là gì, sẽ có những hoạt động thương mại mà không phải do thương nhân thực hiện nhá. Thương nhân là gì tí nữa chúng ta lại sẽ phải tìm hiểu sau. Còn đây các bạn cứ nhớ cho tôi là gì, cái chủ thể mà thực hiện hoạt động thương mại này này chủ yếu là thương nhân, được chưa? Thương nhân là ai? Hiểu ngắn đơn giản thế này, thương nhân là người có đăng ký kinh doanh thì gọi là thương nhân, được chưa? Đấy, ai có đăng ký kinh doanh thì người đấy sẽ là thương nhân. Như vậy chúng ta sẽ loại trừ đi, vậy vậy những có những người người ta gì không đăng ký kinh doanh thì họ sẽ không phải là thương nhân đâu, nhưng họ vẫn thực hiện hoạt động thương mại nhé. Tôi lấy ví dụ như ai nào, ví dụ như người bán rong, bán dạo. Tôi lấy ví dụ như các bạn buổi sáng, các bạn đi học, các bạn ra cổng sau đại học, các bạn mua gì, mua một gói xôi 10.000 các bạn ăn. Như vậy cái người bán xôi đấy có phải là đang hoạt động thương mại không? Hay nói khác là gì? Cái hoạt động bán xôi đấy có phải là đấy là một hoạt động thương mại không? Phải nhá. Mục đích của nó là gì? Có phải sinh lợi không? Phải. Mục đích của người bán xôi là kiếm lợi chứ, chẳng nhẽ làm từ thiện cho các bạn à? Trừ khi người ta không lấy tiền thì đấy là từ thiện, thì không không có mục đích sinh lợi. Chứ còn người ta vẫn lấy, vẫn có lời mà. Nhưng họ không phải là thương nhân. Vì sao? Vì họ không có đăng ký kinh doanh. Hay ví dụ buổi tối chúng ta ra bờ Hồ Xuân Hương mà chúng ta muốn làm uống một ly trà, gọi là cốc 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 sữa đậu nành.
hoặc các bạn mua củ khoai nướng các bạn ăn. Những người bán khoai bán sữa đấy, người ta có mục đích sinh lợi không? Có chứ, nhưng họ không phải là thương nhân đâu nhé, hiểu chưa? Còn các doanh nghiệp thì họ là doanh nghiệp, đương nhiên là thương nhân rồi. Các cửa hàng cửa hiệu nó chính là thương nhân rồi. Như mấy quán cà phê tôi lấy ví dụ đấy là thương nhân đấy. Vì sao? Vì phải có đăng ký kinh doanh. Thế Đại học Đà Lạt có phải là thương nhân không? Ừ. À, câu chuyện này bàn sau nhé. Thế hoạt động của dạy học của trường mình có phải là nhằm mục đích sinh lợi không? Đây có phải là cung ứng dịch vụ? Dịch cung ứng dịch vụ thì là đúng rồi đấy, nhưng có mục đích sinh lợi không? À, nói chuyện sẽ nói bàn sau à. Được chưa? Đại học Đà Lạt mình thì không có mục đích sinh lợi đâu nha các bạn nhé. Bản nhưng mà bản chất thì nó cũng sinh lợi đấy, nhưng mà nói chung là quan điểm của chúng ta là mấy cái trường công, bệnh viện công là không không có mục đích sinh lợi. À, ví dụ hay như bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, các bạn vào đấy có phải mất tiền cho nó, cho phải trả thêm viện phí không? Trả, phải trả chứ. Nhưng mà hoạt động của bệnh viện đó có phải nhằm mục đích sinh lợi không? Không nhá, mặc dù nó cũng kiếm lời nhưng mà không, quan điểm chúng ta là không nhá. Đại học trường học cũng vậy, nên nó không được coi là gì, những hoạt động đấy không được coi là hoạt động thương mại đâu các bạn nhé. Tiếp, dấu sao thứ ba là ta phân loại về hành vi thương mại. Có rất nhiều hoạt động thương mại hay là hành vi thương mại, tùy tùy vào cái căn cứ mà ta 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 phân loại thôi nhá. Đấy, có nhiều cách để phân loại các hoạt động thương mại. Này. Chúng ta có các hoạt động cơ bản đây này. Thứ nhất là hoạt động mua bán hàng hóa. Mua bán hàng hóa. Như vậy cái đối tượng ở đây chính là gì? Chính là hàng hóa. Ví dụ như mua bán quần áo, mua bán hợp đồng mua bán quần áo, mua bán khẩu trang, mua bán ô tô. Đấy. Như vậy cái đối tượng của cái hoạt động của hợp đồng của hoạt động thương mại này chính là hàng hóa. À. Một cái loại thứ hai nữa đó là hoạt động thương mại dịch vụ. Hoạt động thương mại dịch vụ. Dịch vụ thì rất là phổ biến nhá. Xã hội càng hiện đại thì dịch vụ nó càng phát triển. Như vận tải này, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chăm sóc sắc đẹp, ăn uống, quảng cáo vân vân, nhiều lắm, hoạt động dịch vụ giờ rất đa dạng. À, tiếp nữa, một loại nữa là hoạt động thương mại đầu tư. Hoạt động thương mại đầu tư. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là thành lập doanh nghiệp, góp vốn, đấy, mua bán chứng khoán, bất động sản, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Đấy chính là đầu tư, hoạt động thương mại gọi là đầu tư. Ở nước ngoài nó còn có thêm một số hoạt động thương mại đầu tư, ví dụ như là gì, vàng, đầu tư vàng, vàng ảo nha, vàng ảo ấy, hay là tiền ảo như Bitcoin chẳng hạn đấy, tiền ảo, vàng ảo, rồi đầu tư vào gì, vào ngoại hối. Ê, ngoại hối dân được phép mua bán những cái đồng gọi là ngoại tệ mạnh ấy, ví dụ như yên Nhật hay là euro hay là đô la Mỹ đấy, nhưng Việt Nam thì không được đâu nha các bạn nha. Hay là dầu mỏ, đấy, một số hàng hóa nổi trội, ví dụ đầu tư vào dầu mỏ. Đấy. Nước ngoài được nhưng chúng ta không được đâu. Dầu mỏ ở Việt Nam mình, dầu mỏ bữa nay trên thế giới hiện nay đang 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 thấp nhất trong hàng mấy chục năm nay đấy. Thực chất nên bây giờ bạn ví dụ ai mà có tiền chịu khó mua dầu mỏ ngon, nhưng ở Việt Nam mình không được. Việt Nam mình muốn đầu tư dầu mỏ chỉ có gì thôi, nên có cái câu chuyện vui là gì? Vừa rồi mà xăng Việt Nam giảm sâu ấy, là một số ông nông dân hay là các ông mang bình mang can, các ông mua xăng về ông tích ở nhà vì rẻ quá, tích xong cái một ngày đẹp trời, cái một đêm đẹp trời, cái nổ bùm cho phát thế là cả nhà cháy thành than. À, ở nước ngoài thì khác, ở nước ngoài nó có sàn, nó có sàn đầu tư, nó giống các bạn tưởng tượng nó giống như sàn chứng khoán của mình ấy. Chỉ cần enter một phát thôi là chúng ta đã sở hữu hàng hàng bao nhiêu thùng dầu rồi. Đây, gọi là thùng dầu ảo đấy. Được chưa? Đó là các hoạt động mang tính gì? Đầu tư nhá. Đây, một là hoạt động thương mại thứ tư nữa là hoạt động thương mại về sở hữu trí tuệ.
Đấy, hoạt động thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ. Đấy, ví dụ như là chuyển giao sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, chuyển giao quyền tác giả. Thì nó là hoạt động thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ. Tôi lấy ví dụ như là mấy tháng trước ấy, Viettel, công ty Viettel của Việt Nam đã mua mua quyền sử dụng công nghệ 5G từ thằng gì? Từ thằng Ericsson. À. À. Thì đấy đấy chính là một cái hoạt động thương mại trong lĩnh vực gì đấy, sở hữu trí tuệ. À. Chuyển giao công nghệ đấy. Ví dụ chúng ta mua công nghệ 5G. À, hay là chúng ta mua mua hay hay là cái thằng VinFast đấy, thằng VinFast ô tô VinFast đấy, nó mua cái gì đấy, nó mua thiết kế công nghiệp, thiết kế kiểu dáng công nghiệp các mẫu xe hơi đấy, nó có mấy mẫu xe hơi đấy là nó mua luôn cái mẫu thiết kế đấy, mẫu xe, rồi nó mua luôn cả cái dây chuyền sản xuất đấy, mua dây chuyền sản xuất chính là mua cái sáng chế rồi đấy, sản xuất xe đấy. Đấy, lên VinFast đó nó thành nó ra đời muộn thôi nhưng mà nó hiện nay phát triển rất là nhanh. Thằng ấy toàn bỏ tiền nó mua công nghệ thôi. Cứ bỏ tiền thì nó mua đứt công nghệ của các nước. Đấy, chưa? Đấy là hoạt động thương mại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Hay là chuyển giao quyền tác giả cũng vậy. À, ví dụ là một ca sĩ nào đó muốn biểu diễn một bài hát thì phải làm gì? Phải trả tiền cho ai? Cho chủ sở hữu của bài hát đó. Đấy cũng là một hoạt động thương mại. Được chưa các bạn? Rồi cái phần hai nhỏ ta xong nhá. Cái phần hai nhỏ đây này là về hoạt động thương mại chúng ta xong nhá. Yeah. Trong cái phần hai nhỏ đấy các bạn lưu tâm phải nắm vững cho tôi cái khái niệm hoạt động thương mại là gì và nó có những cái đặc điểm gì. À, khái niệm đặc điểm của hoạt động thương mại nhớ phải nắm vững. Ba nhỏ chúng ta chuyển qua phần ba nhỏ ta nói về ngành luật thương mại. À, cái ngành luật thương mại đây là một khái niệm mang tính chuyên ngành, mang tính chuyên ngành. Ví dụ như tôi là dân luật này, à, tôi giáo viên bên bên khoa luật nhá, chứ tôi không phải bên khoa thương quản trị của các bạn đâu. À, thì ví dụ như đối với dân luật tụi tôi đây này thì khái niệm ngành luật nó là một khái niệm rất là gần gũi và quen thuộc, nhưng mà đối với các bạn thì rất là xa lạ, nên đối với cái phần ba nhỏ này tôi không bắt các bạn phải nắm vững làm gì nhá. Khái niệm thế nào là ngành luật thương mại không cần phải nắm đâu. À, tôi chỉ giới thiệu các bạn thôi. À, ngành luật thương mại được hiểu là gì? Đây là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Hệ thống pháp luật của chúng ta có 13 ngành luật tất cả. À, thì nó gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động thương mại giữa các thương nhân với nhau và với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy thôi. Tóm lại ta hiểu đơn giản đây này, ngành luật thương mại là gì? Đây là một ngành luật độc lập gồm tổng thể các quy phạm pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực gì đấy? Trong lĩnh vực thương mại là ok. Trong lĩnh vực thương mại là được nha. Hay là điều chỉnh các hoạt động thương mại cũng vậy. Được chưa? Tôi giới thiệu các bạn cái khái niệm này thôi. Đặc điểm của ngành luật thương mại cái này tôi cũng giới thiệu nhanh cho các bạn vì cái này chúng ta không phải dân chuyên ngành nên tôi không đòi hỏi cao chỗ này. Đối tượng điều chỉnh của nó là gì? Chính là các hoạt động thương mại của thương nhân, ví dụ như mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đấy. Đấy là đối tượng điều chỉnh, chính là hoạt động thương mại. Còn chủ thể chịu sự điều chỉnh cơ bản của ngành luật thương mại chính là thương nhân. Ngoài thương nhân ra còn có các chủ thể khác cũng chịu sự điều chỉnh, ví dụ như là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể hơn, ví dụ như là cơ quan đăng ký, như cụ thể hơn như là phòng đăng ký kinh doanh hay là tòa án chẳng hạn. Phương pháp điều chỉnh thì nó dùng hai phương pháp thôi. Phương pháp bình đẳng thỏa thuận, tức là các bên được tự do ý chí thiết lập các giao dịch với nhau đấy. Và phương pháp mệnh lệnh quyền uy. Phương pháp mệnh lệnh quyền uy được hiểu là gì? Sẽ có một bên chủ thể được quyền ra mệnh lệnh bắt bên kia phải phục tùng. Tôi lấy ví dụ như trong cái quan hệ, ví dụ như chúng ta xin 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 cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chẳng hạn. À, chúng ta mang hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh rồi họ yêu cầu phải bổ sung
chúng ta phải bổ sung không? Phải bổ sung chứ, không bổ sung còn lâu mới cấp cho giấy đăng ký kinh doanh. Hoặc bây giờ chúng ta hai công ty kiện nhau ra tòa, tòa tuyên bố là công ty A thua kiện phải bồi thường cho công ty B 10 tỷ. Vậy công ty A phải phải thực hiện mệnh lệnh của tòa không? Phải thực hiện chứ. Đấy, chưa đây phức tạp mệnh lệnh quyền uy. Còn cái nguồn luật chủ đạo điều chỉnh của ngành luật này ấy, cái nguồn luật chủ đạo chính là gì? Luật thương mại, luật doanh nghiệp, luật dân sự và những luật cùng các nghị định khác liên quan rất nhiều. Cái nguồn luật chủ điều chỉnh. Được chưa? Giờ 3.2. 3.2 giờ ta nói về thương nhân chủ thể cơ bản của luật thương mại. Cái này mà thì các bạn phải nắm nắm cho nó vững nha. Thương nhân này. Khái niệm này thì các bạn phải nắm thật vững cho tôi. Cái thuật ngữ thương nhân ấy thì nó xuất hiện hàng hàng gần nghìn năm nay rồi. À. Nó gần nghìn năm nay rồi, đã có trên thế giới nó đã có cái luật về thương nhân rồi. Nó xuất hiện ở các nước Tây Âu như Anh, Pháp chẳng hạn. Càng gần nghìn năm nay rồi, nó đã có cái đạo luật về thương nhân rồi. À. Còn cái từ thương nhân ấy, ngày xưa chúng ta thấy rằng thời kỳ phong kiến ấy, nó có ở Việt Nam mình nó cũng đã có rồi. À, chúng ta hay có nghe cái cụm từ gì đấy, sĩ nông công thương. Sĩ tức là theo cái chế độ phong kiến ấy, thì cái tầng lớp mà được coi trọng nhất trong xã hội đầu tiên là cái tầng lớp sĩ phu đấy. Ví dụ như tôi đây này, tôi đây, những người được học hành đây này, gọi là tầng lớp gọi là sĩ, những người mà đỗ là quan khoa bảng ấy, làm quan cũng là sĩ. Rồi đến nông, à, nông dân là được coi trọng thứ hai, gọi tầng lớp cấp cao đấy, à, sĩ nông là hai thành phần của cấp cao đấy, thành phần tầng lớp cao trong xã hội đấy. Tiếp nữa đến gì, ông công là ông gì đấy, công là gì, là người chuyên sản xuất dụng cụ đấy, người ta gọi thủ công nghiệp đấy, người chuyên sản xuất cái cày, cái bừa, cái liềm, cái cuốc, cái xẻng đấy, đấy là công. Và cuối cùng tầng lớp mà bị xã hội Việt Nam mình coi thường nhất chính là tầng lớp thương nhân. À, tầng lớp thương nhân là bị Việt Nam mình chế độ phong kiến là coi thường nhất, xếp cuối cùng sĩ nông công thương. À, chúng ta hay gọi sách mé là cái kiểu là con buôn đấy. À, chính vì cái tầng lớp thương nhân là tầng lớp bị coi thường nhất ấy, nên ở Việt Nam mình ấy, hàng nghìn năm nay ấy, là không chú trọng phát triển đến thương nghiệp, không chú trọng phát triển buôn bán, vì tầng lớp gọi tầng lớp hạ lưu thấp nhất xã hội mà, cái thời phong kiến đấy lại dở hơi như thế, nên chúng ta thấy nước mình nghèo bền vững có một cái nguyên nhân này, này. Chúng rất nhiều đời chúng ta, các rất nhiều triều đại phong kiến chúng ta không coi trọng cái nghề thương nghiệp, tức là cái nghề buôn bán, và cái tầng lớp thương nhân ở Việt Nam mình nó không có vai trò, không không có tiếng nói quan trọng. Nó khác với nước ngoài nha, ta thấy các nước Tây Âu tầng lớp thương nhân nó cực kỳ mạnh và nó rất quan trọng. Chính tầng lớp thương nhân này nó tạo ra cái cuộc cách mạng gì đấy, cuộc cách mạng công nghiệp, nó tạo ra gì, cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập ra các nhà nước tư sản dân chủ ngày nay đấy, là nhờ tầng lớp thương nhân này đấy chứ. Còn ở Việt Nam mình, các cuộc cách mạng của Việt Nam mình thương nhân đâu có làm được đâu, đúng không? Cách mạng của thương nhân thực hiện toàn thất bại thôi. Ví dụ cuộc cách mạng Nguyễn Thái Học năm 30 ấy, thất bại. Cách mạng chúng ta là gắn với tầng lớp gì, vô sản. Giờ quay lại bài. Giờ ta quay về khái niệm về thương nhân nào. À, thương nhân như tôi nói các bạn, đây là chủ thể cơ bản của luật này, luật thương mại nhá. Và luật thương mại điều chỉnh chủ yếu là cái đối tượng này, gọi là cái chủ thể bị điều chỉnh chủ yếu chính là thương nhân. Thì thương nhân là gì? Dấu sao đầu tiên khái niệm. Thì theo cái bộ luật thương mại của Pháp năm 1807, bộ luật này năm 1807. Bộ luật này đến nay vẫn còn hiệu lực nha, bao nhiêu năm, hơn 200 năm. Bộ luật thương mại của Pháp thì nó định nghĩa thương nhân là người thực hiện các hành vi thương mại và lấy đó làm nghề nghiệp thường xuyên của mình. Cách đây 200 năm mà thằng Pháp nó đã đưa ra một định nghĩa thương nhân rất là tốt. Định nghĩa này đến bây giờ vẫn đúng nhé.
Còn theo khoản 1 của điều 6 luật thương mại, chúng ta, luật thương mại 2005 đây này, thì thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có thể đăng ký kinh doanh. Đấy, định nghĩa của Việt Nam nó hơi dài dòng nha, hơi dài dòng. Còn định nghĩa của thằng Pháp rất là ngắn gọn, định nghĩa của Pháp nó ta thấy là hay hơn, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, mà nó toát lên cái ý cơ bản của thương nhân. Như vậy thương nhân là gì? Thương nhân chính là người gì? Chính là người thực hiện các hoạt động thương mại à, một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh, thế thôi. Ngắn gọn như này, như tôi rút ra là vậy, được chưa? Thương nhân chính là gì? Chính là người thực hiện những hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Như vậy chúng ta lưu tâm phải có đăng ký kinh doanh mới gọi là thương nhân nhá. Còn nếu không có đăng ký kinh doanh thì không được coi là thương nhân đâu. Được chưa? À, như vậy là nếu mà ta so sánh với cả cái quan khái niệm của luật thương mại Việt Nam với luật thương mại của Pháp, ta thấy cái khái niệm nào nó rộng hơn? Tức là cái đối tượng được coi là thương nhân nó rộng hơn, chính là luật thương mại Pháp. À, luật thương mại Pháp thì nó đối tượng để trở thành thương nhân nó sẽ rộng hơn, bởi vì nó không có cái đuôi là có đăng ký kinh doanh. Còn ở Việt Nam mình thì nó lại có thêm cái đuôi nữa là phải có đăng ký kinh doanh cơ mới gọi là thương nhân. Tôi đã lấy như lần trước tôi có nói các bạn ấy, có những cái chủ thể hoạt động thương mại đấy nhưng mà không phải là thương nhân vì họ không có đăng ký kinh doanh. À, được chưa? Như vậy một cái mẹo, gọi là một cái mẹo để các bạn nhận biết có phải là thương nhân hay không ấy, chính là việc gì các bạn ngó xem là gì, họ có đăng ký kinh doanh hay không, được chưa? Nếu họ có đăng ký kinh doanh thì đó chính là gì, thương nhân. Ok chưa ạ? Tiếp, đặc điểm của thương nhân. Đặc điểm của thương nhân. Thương nhân có những đặc điểm gì? Cái bài giảng cái slide tôi chiếu cho các bạn chỉ là cơ bản thôi nhé, còn các bạn muốn biết đọc kỹ, hiểu kỹ hơn các bạn phải đọc giáo trình. Giáo trình thì sẽ kỹ và đầy đủ. Giờ ta đi vào từng cái đặc điểm của nó, được từng đặc điểm nổi trội một của khái niệm thương nhân nhá. Đặc điểm đầu tiên, đặc điểm đầu tiên thương nhân chính là gì? Chính là chủ thể, chính là cái chủ thể mà gì, chủ thể cơ bản này, chủ thể cơ bản nhé, nó là chủ thể cơ bản thực hiện các hoạt động thương mại, được chưa? Đây là chủ thể cơ bản thực hiện các hoạt động thương mại. À, nên là theo cái bộ luật thương mại Pháp đấy, hoạt động thương mại bao giờ nó gắn với thương nhân, gắn liền với thương nhân. Nhưng ở Việt Nam mình nó hơi khác đi một tí, ngoài thương nhân ra còn có một số tầng, một số loại người tuy hoạt động, tuy có thực hiện các hoạt động thương mại nhưng họ không coi là thương nhân. Thì đặc điểm đầu tiên, thương nhân chính là chủ thể cơ bản thực hiện các hoạt động thương mại. Tôi lấy ví dụ như như gì nào, ví dụ như doanh nghiệp, ví dụ như doanh nghiệp. À, rồi là gì nữa, ví dụ như hợp tác xã, hợp tác xã. Rồi ví dụ nữa là gì, hộ kinh doanh, hộ kinh doanh. Đấy chính là những người thương nhân đấy, của Việt theo luật của chúng ta hiện nay đấy. À, ví dụ những doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, họ chính là thương nhân đấy. Hộ kinh doanh, ví dụ như tôi lấy như cà phê Tỏi Đen, nó là hộ kinh doanh ấy. Hay là quán phở Hà Nội đường Bùi Thị Xuân, nó là hộ kinh doanh ấy. Được chưa? Tiếp, cái hoạt động thương mại này
đặc điểm của thương nhân này. Một đặc điểm thứ hai nữa là gì? Thương nhân ấy là cái người mà thực hiện các hoạt động thương mại có tính chuyên nghiệp cao. Được chưa? Một cái đặc điểm thứ hai nữa là gì? Thương nhân chính là chủ thể mà thực hiện các hoạt động thương mại có tính gì? Chuyên nghiệp cao. Tính chuyên nghiệp thể hiện ở đâu? Tính chuyên nghiệp của thương nhân thể hiện ở đâu? Đấy, thể hiện ở cái chỗ là gì? Thương nhân thực hiện các hoạt động thương mại một cách gì? Thường xuyên, liên tục. Đấy, nó là nguồn thu nhập chính của thương nhân. Và gì? Thương nhân có tri thức, có những hiểu biết sâu rộng về hoạt động thương mại. Đấy, nhất là trong lĩnh vực mình đang kinh doanh. Được chưa? Đấy, nó sẽ khác với cái loại một có một người như thế này, sẽ không, các bạn thử tư duy xem họ có phải là thương nhân không nhé. Ví dụ như các bạn đi du lịch sang Mỹ đi, ví dụ bạn lớp trưởng trong lớp hè hè này đi sang Mỹ du lịch 1 tuần, thì các bạn mới mua, bạn sang Mỹ bạn mới tranh thủ mua 2 cái điện thoại iPhone. Điện thoại iPhone của Mỹ bán chắc chắn phải rẻ hơn iPhone ở Việt Nam rồi. Thì các bạn 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 lớp trưởng mới tranh thủ mua 2 cái điện thoại iPhone ở bên Mỹ. À, bạn mua xong bạn bạn về Việt Nam bạn bán lại cho các cửa hàng điện thoại di động, bạn kiếm lời mấy triệu đồng. Như vậy cái hoạt động này có coi là gọi là hoạt động thương mại không? À, và bạn lớp trưởng có được coi là thương nhân không? Chúng ta hình hình dung chưa? À, như vậy cái hoạt động bán điện thoại iPhone mua từ Mỹ về Việt Nam chúng ta hay gọi là hàng xách tay đấy, nó có phải là hoạt động thương mại không? Có, vì mục đích gì? Sinh lợi mà, mục đích sinh lợi. Vậy bạn lớp trưởng có phải là thương nhân không? Không, bạn lớp trưởng không phải là thương nhân. Vì sao? Vì không có cái tính chuyên nghiệp cao này. Tức là lâu lâu khi là có dịp đi du lịch bạn mua về bạn bán, chứ còn đây không phải là hoạt động thường xuyên của bạn, và nó không, càng không phải là nguồn thu nhập chính em. Các bạn hiểu chưa? Hay ở Việt Nam mình có một số người hay đi buôn lậu hay hay đi buôn lậu hàng hóa, chính là ai đấy? Các tiếp viên hàng không. À, các cơ trưởng mỗi khi bay một chuyến bay quốc tế bắt đầu mua ít hàng bên nước ngoài về Việt Nam bán lại, và Việt chúng ta gọi là hàng xách tay đấy. À, thì hoạt động đấy là mục đích sinh lợi, hoạt động thương mại đấy. Nhưng những ví dụ cơ trưởng hay là tiếp viên hàng không đấy có được gọi là thương nhân không? Không nhá. Lý do có nhiều, lý do à, có nhiều lý do à, trong đó có, nó được được coi là không tính chuyên nghiệp, nó của hoạt động thương mại đấy không cao. À, với cả cái quan trọng nữa là gì, nó diễn ra một cái thị trường bất hợp pháp. À, Việt Nam có cho phép không, theo luật chúng ta có được không? Không được đâu. Chúng ta đi nước ngoài ấy, chúng ta được mua một số lượng hạn chế của hàng hóa nước ngoài thôi, chứ không được mua nhiều đâu nhé. Mua nhiều là gọi gì, là phạm pháp ấy. Mấy tiếp viên hàng không của mình hay các cơ trưởng hay có cái món này đó. Đấy. Đấy mới là thu nhập chính của các vị đấy. Còn có lần còn có những cô tiếp viên hàng không còn còn đi buôn vàng. À, buôn vàng kìa. À, gắn vàng 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 lá ấy, gắn vàng dưới dưới đế giày ấy, à, vào vào trong giày ấy để mang sang nước ngoài bán. Rồi, được chưa? Đấy, câu chuyện bên lề. Tiếp một cái đặc điểm nữa. Đặc điểm thứ ba nữa là cái hoạt động thương mại này này, do thương nhân thực hiện đấy là phải gì, phải độc lập. Cái hoạt động này đó nhé, phải phải được thực hiện độc lập, mang danh nghĩa chính mình, vì lợi ích của bản thân mình. À, được chưa? Phải thực hiện một cách độc lập nhé, độc lập nhé, mang danh nghĩa chính mình, vì lợi ích của bản thân mình. À, ví dụ như các doanh nghiệp chẳng hạn, à, các doanh nghiệp này, khi mà nó thực hiện các giao dịch thì chính là vì gì đấy, chính là nhân danh ai, nhân danh doanh nghiệp hoặc nhân danh chính ông chủ của mình. À,
Từ đó bây giờ bây giờ các bạn lại tư duy cho tôi, bây giờ ví dụ mấy ông giám đốc làm thuê có được coi là thương nhân không? Ví dụ như tôi nhá, tôi thành lập một doanh nghiệp, bây giờ tôi thuê ông A làm giám đốc cho tôi, ông A chuyên đi ký hợp đồng và thương thảo hợp đồng, vậy ông A có được coi là thương nhân không? Ừ. Đấy, các công ty thuê người khác làm giám đốc, vậy những ông giám đốc đó có được coi là thương nhân không? Xin thưa là không nhé. Vì sao không? Bởi vì những ông giám đốc này khi thực hiện các hoạt động thương mại là nhân danh ai? Có phải nhân danh cá nhân ông ấy không? Không phải, mà nhân danh ai? Nhân danh công ty. Nên trong cái ví dụ này, các công ty mới là thương nhân. Còn những người quản lý công ty, ví dụ như là giám đốc, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng thành viên, họ không phải là thương nhân. Hiểu chưa? Đó không phải là thương nhân nhé. Mà thương nhân chính là các công ty. Chưa? Các bạn hiểu chỗ này chưa? Nên là những người làm thuê không bao giờ là thương nhân đâu nhé. Hay ví dụ như các bạn uống cà phê tỏi đen chẳng hạn, các bạn ra quán cà phê tỏi đen, các bạn kêu một ly cà phê, thì cái ông chủ quán ấy, ông không không đứng ở quầy đâu, mà người đứng ở quầy là ai? Chính là mấy mấy cô mà được ông chủ thuê đấy. Thì những người những cái mấy cái cô mà bán hàng đứng ở quầy thu ngân đấy, rồi là bán cà phê cho chúng ta ấy, họ không phải là thương nhân đâu nhé. Đấy. Họ không phải là thương nhân đâu. Vì sao? Vì họ chỉ là người làm thuê thôi, họ không được nhân danh họ, mà là cái hoạt động thương mại đó là nhân danh ai? Nhân danh cái ông chủ của mình. À, nên trong trường hợp đấy cái hộ kinh doanh đó mới là thương nhân, chứ không phải là cái người làm thuê đâu. Thì các bạn nhớ cho tôi, người làm thuê thì không bao giờ là thương nhân. Được chưa? Hiểu chỗ này chưa các bạn? Không hiểu hỏi nhé, các bạn không hiểu phải hỏi đấy. Tiếp nào. Đặc điểm của thương nhân tiếp theo là có năng lực hoạt động thương mại. À, phải có năng lực hoạt động thương mại nhé. Năng lực thương mại thể năng lực hoạt động thương mại thể hiện ở đâu? Nó thể hiện ở năng lực hành vi và năng lực gì đấy, pháp luật đấy. Năng lực hành vi thì nó phụ thuộc vào đâu? Phụ thuộc vào độ tuổi. Độ tuổi, tôi lấy ví dụ những em bé 13 tuổi, 14 tuổi hoặc là 10 tuổi có được phép thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi không? Xin thưa là không bao giờ, không bao giờ. Nhé, không bao giờ được. Vì các bạn đấy là gì? Người ta gọi là chưa có năng lực. Chưa có năng lực. À. Thế mấy đứa bé 10 tuổi đi bán vé số đấy. À. Thì những đứa bé đấy có được có cái gọi là nhiệt độ những hoạt động đó có được coi là hoạt động thương mại không hả? Xin thưa là mặc dù mục đích là kiếm lời đấy, nhưng mà không không được coi là gì hoạt động thương mại đâu. Vì sao? Vì những đứa bé đấy là chưa đủ tuổi, theo luật là không được phép. Nên là những đứa bé mà đi bán vé số đấy là không được phép nha. Nhẽ ra những đứa trẻ đấy là phải được gì cha mẹ chăm sóc, nếu cha mẹ không có điều kiện chăm sóc thì các trung tâm bảo trợ xã hội phải chăm sóc. Nên là các du khách nước ngoài sang Việt Nam mà gặp mấy cảnh mấy đứa bé con nó đi ăn xin đi bán vé số là người ta rất là chướng mắt, vì ở nước họ không có những cảnh này. Đấy là những đứa trẻ con, tức nó chưa có năng lực, chưa có năng lực hành vi, hiểu chưa? Đối với một cá nhân thì năng lực hành vi đầy đủ từ khi nào? Năng lực đầy đủ là phải từ đủ 18 tuổi nhé. Chúng ta phải đối với cá nhân là phải từ đủ 18 tuổi trở lên thì chúng ta mới được kinh doanh ở mọi lĩnh vực. À, từ đủ 18 tuổi thì được phép kinh doanh ở mọi lĩnh vực. Chưa? À, đấy là độ tuổi. Nó còn phụ thuộc vào đâu nữa? Vào khả năng nhận thức. Khả năng nhận thức, tôi lấy ví dụ những người bị tâm thần. Những người bị tâm thần à, thì thực hiện các hoạt động thương mại được không? Không giờ được nhá. Những người tâm thần là mất khả năng nhận thức rồi. Họ không được phép thực hiện các hoạt động thương mại. Các hợp đồng giao dịch ký với người tâm thần ấy đều bị vô hiệu hết. Các bạn đều vô hiệu.
Được chưa? Còn đối với doanh nghiệp thì cái năng lực hoạt động thương mại nó có từ khi nào? Doanh nghiệp năng lực thương mại của nó được xuất hiện từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đấy, từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là doanh nghiệp nó sẽ có năng lực thương mại rồi. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào không phải là tuy nhiên không phải doanh nghiệp được kinh doanh ở mọi lĩnh vực đâu. Đấy, không phải mọi kinh lĩnh vực đâu. Cái lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp nó phụ thuộc vào đâu? Nó sự phụ thuộc vào cái giấy đăng ký kinh doanh ấy. À, tôi lấy ví dụ như công ty Thành Bưởi đi chẳng hạn. Công ty Thành Bưởi khi mà đăng ký thành lập doanh nghiệp nó chỉ đăng ký kinh doanh trong các lĩnh vực ví dụ như là vận tải, bất động sản thì nó chỉ được kinh doanh ở hai lĩnh vực đó thôi. Vận tải và bất động sản thôi. Bởi công ty Thành Bưởi có được phép sản xuất thép không? À, bây giờ công ty Thành Bưởi giờ nó sản xuất nó xây dựng một cái xưởng chuyên sản xuất thép thì được phép không? Xin thưa là không được nha, không được phép. À, nó muốn sản xuất được thép thì nó lại phải điều chỉnh lại cái giấy đăng ký doanh nghiệp. À, nó phải điều chỉnh lại, nó phải xin cơ quan có thẩm quyền, cơ quan phòng đăng ký kinh doanh để ok cho nó thì lúc đó nó mới được phép kinh doanh ở cái lĩnh vực về sản xuất thép. Đấy, các bạn hiểu chưa? Nên là cái năng lực hoạt động thương mại ấy, đối với cá nhân thì nó phụ thuộc vào độ tuổi và khả năng nhận thức. Còn đối với tổ chức hay nói cụ thể hơn là đối với doanh nghiệp thì nó phụ thuộc vào đâu? Nó phụ thuộc vào cái lĩnh vực được phép kinh doanh ấy. Nha, cái lĩnh vực được phép kinh doanh ở trong cái giấy đăng ký doanh nghiệp ấy. Nên các bạn sau này mà khi thành lập doanh nghiệp ấy, các bạn mà muốn kinh doanh ở nhiều lĩnh vực thì trong cái giấy đăng ký kinh doanh các bạn phải phải xin phải phải liệt kê càng nhiều lĩnh vực kinh doanh càng tốt ha. Từ vận tải cho đến bất động sản rồi đến gì và kinh doanh mua bán rau củ quả rồi sắt thép xi măng vật liệu xây dựng nữa, liệt kê nhiều ra sau này đỡ phải đăng ký điều chỉnh. À, hay tương tự như các bạn bây giờ ví dụ cái nhà của các bạn thôi bây giờ tự dưng các bạn đón khách về khách khách du lịch đấy nghỉ đấy, được phép không? Cái dụ cái nhà bạn đang ở bây giờ tranh thủ ngày Tết các bạn giờ cho thuê phòng được phép không? Xin thưa không được phép đâu nhé, người ta phạt cho đấy. Các bạn phải có đăng ký đấy, phải đăng ký hộ kinh doanh thì mới được. Đấy chính là năng lực hoạt động thương mại đấy nhé. Được chưa? Tiếp và một cái đặc điểm rất nhận biết thương nhân nữa chính là gì? Tổ chức cá nhân đó phải có đăng ký kinh doanh, phải có đăng ký kinh doanh nhá. Ai cần phải có đăng ký kinh doanh như tôi đã nói các bạn, nhất là doanh nghiệp bao giờ phải có đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp là một, thứ hai là ai là hợp tác xã không phải là doanh nghiệp đâu nha, các bạn đừng nhầm. Thứ ba nữa là gì là hộ kinh doanh hết. Chỉ có ba đối tượng đó thôi là có đăng ký kinh doanh. Còn những người sau sẽ không phải đăng ký kinh doanh. Đó là những người gì bán hàng rong, hàng dạo, những người kinh doanh mà có thu nhập thấp. Có thu nhập thấp. À, tôi lấy ví dụ những người sau có thu nhập thấp, các bạn có thể bắt gặp ví dụ như một cái tiệm đánh giày, cái tiệm sửa sửa giày và đánh giày ví dụ như gần trên dốc đá này này. Có cái tiệm rất là bé chuyên đánh xi giày và sửa giày hay là gì hoặc là một cái tiệm người ta gọi là đánh chìa khóa ấy. Cái chìa khóa nhà người ta giờ muốn nhân bản là ta đến cái tiệm nhờ cái ông đánh cho người ta mấy cái chìa khóa đấy thì đây cũng là một người có thu nhập rất thấp thì luật sẽ không bắt họ phải đăng ký kinh doanh nhá. Còn mức mức thế nào là thấp thì tùy mức doanh thu nào được coi là thấp thì tùy từng tỉnh. À, mỗi một tỉnh sẽ quy định một cái mức doanh thu khác nhau. Nếu anh trên mức doanh thu đó anh phải đăng ký kinh doanh, còn nếu anh thấp hơn thì anh không phải đăng ký kinh doanh. Hiểu chưa? Hay những người bán rong bán dạo tôi lấy ví dụ các bạn rồi những người bán ngô nướng, ngô luộc, khoai nướng hay là sữa đậu lành buổi tối đấy. Những người bánh hoặc là bán gánh hàng rong bán mấy cái mớ rau mà cho lên cái quang gánh gánh thì những người đó cũng không phải đăng ký kinh doanh nhé và những người đó vì họ không có đăng ký kinh doanh nên đương nhiên họ sẽ không phải là thương nhân hiểu chưa sau này các bạn nhận định nhé chỗ này kiểu gì đi thi tôi cũng hỏi các bạn nhưng chủ yếu sẽ là nhận định nhé
Tôi lấy ví dụ thế này, tôi lấy ví dụ là mọi cá nhân tổ chức thực hiện các hoạt động thương mại đều là thương nhân, đúng hay sai? À, mọi cá nhân tổ chức hoạt động thương mại đều là thương nhân. À, xin thưa, chúng ta phải loại trừ đi ai? Những người có doanh thu thấp, như ví dụ bán rong hàng rào, không phải là thương nhân đâu nha, mặc dù hoạt động của họ là hoạt động thương mại đấy. Hiểu chưa? Hiểu chỗ này chưa? À, dấu sao thứ ba là ta nói về các loại thương nhân. Các loại thương nhân thì sẽ có mấy cái loại như sau. À, đầu tiên là thương nhân là hộ kinh doanh. Thương nhân là hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh ví dụ mấy cái cửa hàng đấy, các cửa hàng cửa hiệu ấy, các quán cà phê chính là hộ kinh doanh đấy. Đấy, cái hộ kinh doanh này nhé, chủ sở hữu của nó có thể là cá nhân, nhóm người hoặc là hộ gia đình. Được chưa? Cái loại thương nhân đầu tiên tôi nhắc lại này, thương nhân đầu tiên là hộ kinh doanh. Đây là một loại thương nhân đông đảo nhất hiện nay. Ví dụ chúng ta đi dọc đường Bùi Thị Xuân, dọc đường Đinh Tiên Hoàng, dọc đường Phù Đổng Thiên Vương. Đấy đều là thương nhân cả đấy. Các cửa hàng cửa hiệu đấy. Nhưng mà nó là ở dạng gì? Hộ kinh doanh. Được chưa? Đây là cái loại thương nhân đông đảo nhất hiện nay. Nước nào nó vậy thôi. Cái đám này mới là đám đông. Tiếp. Cái loại thương nhân thứ hai là doanh nghiệp. Loại thương nhân thứ hai là doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Hết. Đại doanh nghiệp chỉ như vậy, chúng ta chỉ có bốn loại hình doanh nghiệp thôi nha. Tư nhân là một, trách nhiệm hữu hạn là hai, cổ phần là ba và hợp danh là bốn. Bốn loại hình doanh nghiệp. Một loại thương nhân thứ ba là hợp tác xã và liên minh hợp tác xã, tức là nhiều hợp tác xã liên kết với nhau gọi là liên minh hợp tác xã. Được chưa? Hợp tác xã không phải là doanh nghiệp đâu nha, các bạn đừng nhầm. Ok chưa? Rồi, như vậy trường đại học có phải là thương nhân không? Trường học bệnh viện có phải là thương nhân không? Không đâu nhé, nó không phải là thương nhân đâu. Nào các bạn có hỏi gì về cái chỗ thương nhân này nữa không? Có hỏi gì chỗ về khái niệm về thương nhân hay hoạt hoạt động thương mại không? Hiểu chưa? Nói thế từ nãy giờ có hiểu không? Rồi, bây giờ các bạn nghỉ giải lao, chúng ta nghỉ giải lao 30 phút nhé.